Hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với channel của mình là Mai Chan đây. Thì cũng khá là lâu rồi mình mới quay trở lại với Mini World, cụ thể hơn là với map trốn thoát khỏi thứ gì đó. Thì ok, hôm nay mình đã quay trở lại vào đây. Thì lần này mình sẽ mang đến cho các bạn một map, đó chính là map trốn thoát khỏi Covid-19 nha các bạn ơi. Thì hiện tại là dịch bệnh cũng được kiểm soát đôi chút, nhưng mà các bạn đừng có nên chủ quan nha. Hãy mang khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện đầy đủ quy tắc 5K nha, bởi vì phòng bệnh hơn chữa bệnh mà. Thì ok, trước khi bắt đầu video thì các bạn đừng quên là kéo xuống phần mô tả, ở đó có những cái link dẫn đến các trang mạng xã hội của mình như là TikTok, Facebook và Instagram. Các bạn nhớ cho mình một follow nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta không dài dòng nữa, đọc thông tin map thôi nào. Giới thiệu map, chào mọi người đã đến với map trốn thoát khỏi Covid-19. Mình mới lần đầu làm map này nên mọi người thông cảm ạ. Lưu ý bạn cần tìm 16 cần gạt để trốn khỏi map, đã test kỹ trước khi tải lên. Lưu ý 2, nếu bạn đặt sai cần gạt, nếu muốn nhanh thì bạn nhấn vào shop trên gần bản đồ mua. Các bạn không đủ đậu mini thì giết Covid-19 để rơi ra 3 cần gạt nha mọi người. Hi hi hi, mình cảm ơn. Nếu thấy map hay hãy cho mình 5 like và để lại bình luận bên dưới: chủ map Phúc VN Gaming, người làm phụ lọc ác quỷ. Ôi trời ơi, chủ map giết 0.0 phải cho nên là mình đọc một lèo mỏi miệng luôn các bạn ơi. Lưu ý rửa tay thật sạch, cách xa 2 mét. Lưu ý map test kỹ rồi nha, đủ 16 cần gạt không thiếu, nếu bạn đặt sai cần gạt có thể mua. Ok, cái này hồi nãy mình đã đọc rồi. Đeo khẩu trang vào trước khi chơi. Ôi chết rồi, mình không có khẩu trang. Ý là con nhân vật của mình á, mình không có khẩu trang, làm sao bây giờ? Mà mình chơi đơn chắc không sao đâu ha. Mình mong là như vậy. Các bạn ơi, bởi vì mình không có khẩu trang cho nên mình mới không đeo, chứ không phải là mình không muốn đeo nha các bạn. Cho nên là các bạn nào mà có khẩu trang các bạn nên đeo đi. Thì đây là một hiếu sót của mình, mong các bạn bỏ qua nha. Mình hứa là sau cái video này mình sẽ sắm cho con nhân vật của mình một cái khẩu trang nha. Ok, nãy giờ mình nói làm xàm lãm nhảm như vậy cũng đủ rồi. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu với chuyên mục chính của video, đó chính là tìm cần gạt và thoát khỏi Covid-19 để ăn Tết nha. Ok, sắp đến Tết rồi, các bạn đã có quần áo mới chưa? Các bạn hãy bình luận bên dưới cho mình biết nha. Ok, khởi đầu cũng khá là suôn sẻ bởi vì trong cái phòng đầu tiên có cần gạt luôn. Thường thì chủ map sẽ không giấu ở trong đó. Mình sẽ sang phòng tiếp theo nha. Cái phòng này chỉ có một ô thôi cho nên là hơi bị khó vô. Trời ơi, tại mình mập quá mà. Ủa, cái chỗ này có gì đây? Hình như là có gì đó dưới tấm thảm này. Ê, mình biết ngay mà. Khi không nó lại chủng xuống làm gì? Chắc chắn là phải có dấu gì đó rồi. Ok, vậy là mình đã có 2 cần gạt rồi. Ôi, tính ra chủ map này cũng có tâm phết đấy. Cho mình khá là nhiều bánh mì và gà luôn. Còn cho mình thêm cái cục trứng trứng kia để chọi cái con Covid kìa. Ở đây thì chúng ta có một cái bàn PC cùng ly trà sữa nhưng đã bị mình uống mất. Ngoài ra thì không có gì cả. Ở đây có giá sách nhưng mà mình không thấy dấu gì hết. Ở chỗ này mình cần một cái nút bấm, nhưng hiện tại mình chưa có, mình mới chỉ có 2 cần gạt thôi. Vậy chắc là cái phòng này không có gì rồi, mình đi tìm phòng khác thôi. Khi nào có nút bấm mình sẽ quay trở lại phòng này sau nha. Mình thấy là ở trên lầu có rất là nhiều phòng luôn, cho nên là mình sẽ kiểm tra từng phòng luôn nha, không bỏ sót phòng nào. Trời ơi, tính ra cái con Covid đó mà sống heo thì như vậy cũng đỡ ha, nhà trồng toàn cây không luôn. Phòng nào mà mình đã kiểm tra rồi thì mình sẽ mở cửa nha, để tránh nhầm lẫn. Ở đây mình phát hiện có một cái miếng gỗ, nó khác màu với tất cả các miếng còn lại, cho nên là mình đã đi xuyên qua được và lấy được một cần gạt nữa rồi. Lưu ý với các bạn là map này mình chưa chơi bao giờ, và đây là lần đầu tiên mình chơi, chứ không phải là mình đã chơi trước và mình vô mình tìm cần gạt lý lẽ như vậy đâu nha. Bởi vì nếu như mình chơi trước map này thì mình cảm thấy rất là chán và không còn thú vị nữa. Ở đây cũng có một cái miếng gỗ khác màu nè, các bạn chỉ cần để ý tí là thấy à. Ok, chủ map là người chơi hệ giấu xuyên tường. Mình đã phát hiện ra bí mật của chủ map rồi nha. Mình sẽ để ý đến các miếng gỗ xung quanh cái nhà này.
Ok, bên đây là phòng toilet. Ôi, toilet gì mà quá trời luôn. Mình sẽ kiểm tra hết luôn để tránh trường hợp Hiếu cần gạt. Ở đây có một cái nút bấm nè. Một xíu nữa mình sẽ quay trở lại cái phòng kia và mở cửa nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kiểm tra cái phòng này. Không biết là còn giấu gì không ta. Ở đây là cái bồn tắm hả? Wow, thiết kế cũng sáng tạo ghê luôn ta. Ở đây có một cái lỗ nè, nhưng mà không có gì hết. Ok, vậy chắc là phòng tắm đã hết cần gạt rồi. Một cần gạt và một nút bấm cũng khá là nhiều rồi đó. Wow, bây giờ mình mới để ý là chỗ này trang trí cái đầu con rồng nè. Nhưng mà mình đâu có sao gì đâu. Để xem shop bán gì. Shop bán bằng đậu cũng khá là rẻ. Khi nào mà mình tìm không ra cần gạt thì mình sẽ mua cần gạt ủng hộ chủ map nha. Còn ở chỗ này là bắt cua hả? Ôi trời ơi, bắt cua là điểm yếu của mình luôn á. Mình bắt cua gà lắm. Không biết là khi nào mình mới qua bên đây đây. Cố lên nào, sắp qua được bên kia rồi, còn một cái nữa thôi. Yay, vậy là mình đã qua được bên đây rồi, nhưng mà mình phải bắt cua qua tận bên kia để lấy được cái rương ở đằng kia kìa. Ôi trời ơi, mình sợ té quá đi. Yes, vậy là mình đã bắt cua thành công và lấy được cần gạt rồi. Ok. Ở đây là lối ra hả? Nhưng mà mình chưa đủ cần gạt. Ở đây chúng ta có một cái phòng. Ồ, có hồ bơi luôn nè. Ngay chỗ này có cái rương đây. Ủa, giấu gì dễ vậy ta? Mình nghĩ là những cái cần gạt đầu dễ như vậy thôi, chứ một hồi là mình tìm sắp mặt luôn á. Cái chỗ này cũng đáng nghi. Dưới này có một cái đường hầm bí mật. Và mình đã lấy thêm được một cần gạt nữa rồi. Ok, khá là easy. Mà tính ra từ đầu tới giờ mình vẫn chưa thấy cái con Covid đâu. Một lát mình phải đi kiếm nó mới được. Chứ không có ai đuổi mình là mình buồn quá. Ôi trời ơi, mới nhắc Tào Tháo ở đây luôn. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Trời ơi, mình chọi cái chứng tưởng tượng như là mình đang chọi cái vaccine vô người nó vậy. Mà sao nó trâu dữ vậy ta? Với những cái bóng như thế này thì làm sao mà mình tiêu diệt nó được? Ôi trời ơi, cái gì mà vừa mạnh vừa trâu? Nó đánh mình một cái thôi mà mình xỉu ngang luôn á. Trời ơi, làm sao để tiêu diệt nó bây giờ? Nó mạnh quá à. Nếu mà mình dùng những cái trứng thông thường như vậy thôi thì khi nào mình mới tiêu diệt được nó trời? Mình mong là trong map này cho kiếm hay gì đó chứ. Chứ như vậy thì sao mà mình đánh lại nó ta? Mà cũng phải thôi, nó xuất hiện từ năm 2019 đến bây giờ là năm 2022 rồi. Nó trâu là phải rồi. Ok, hồi nãy mình có một cái nút cho nên là mình sẽ qua phòng này và mở cửa nha. Ok, vậy là mình đã có thêm một cái cần gạt nữa rồi. Kiểm tra ở dưới luôn cho chắc. Để mình xem phòng này còn cái gì không. Mình thấy phòng này rất là đáng nghi luôn. Không lẽ chỉ có một cái tủ để mở nút như vậy thôi. Mà thôi, chắc không có gì đâu. Mình mong là như vậy. Các bạn ạ, mình vừa mới phát hiện ra là hồi nãy mình bắt cua mà mình quên lấy cái rương ngay chỗ kia. Cho nên là mình xin phép ăn gà nhé cho nó nhanh nha các bạn ơi. Bởi vì mình bắt cua rất là gà luôn. Nếu mà mình không ăn gà là mình ở đây tới tối luôn á. Ok, chớ là nó đứng dưới chân mình luôn. Mình không thể nào mà kháng cự được. Ok, nó đi rồi, nó không chặn cầu thang mình nữa. Nhân cơ hội đó thì mình sẽ chạy vào cái phòng này gấp. Ôi trời ơi, nó thật là đáng sợ. Nó đánh xa ghê luôn á. Mình mong là mình sẽ tìm được một cái kiếm hoặc là một cái cung gì đó ở trong đây chứ. Vũ khí của mình chỉ có cái cục màu vàng này thôi. Mình không có chống lại nó được. Mà chủ map còn kêu là mình giết được nó thì sẽ được ba cần gạt nữa chứ. Cho cái này thì giết bằng niềm tin nè. Và bây giờ bắt mình chơi cái trò chơi thử thách nhân phẩm nữa nè. Ôi trời ơi, mình chơi cái đạp may này đúng xui luôn á. Phải đạp tới những cục may cuối cùng mới tìm được cần gạt.
Mình sẽ chọi mấy cái này ở xung quanh góc tường để làm cho nó sáng hơn nha. Để cho mình dễ tìm hơn á. Trời ơi, nãy giờ mình vẫn chưa thấy cái cần gạt đâu nha. Không lẽ phòng này phòng tròn trời. Giỡn như vậy không có vui đâu nha. Mình đạp nãy giờ cũng hơi bị lâu rồi đó. Ừ, đã thấy chưa? Mình nói rồi. Không hiểu sao mình chơi mấy cái này xui lắm. Nhất là cái trò đạp mây này nè. Nhân phẩm mình đúng kém luôn á. Ok, mình sẽ check xem chỗ này có gì không. Ôi trời ơi, Covid-19 mà cũng đi xe đạp nữa hả trời. Ngộ ghê ha. Ủa mà nó đâu ra vậy? Tự nhiên nó quánh mình cái mình chết. Mình không hiểu lý do luôn á. Đúng là dịch bệnh. Đứng xa 8 mét mà nó vẫn lây lan được. Ok, mình đang có 64 liều vaccine. Mình sẽ tiêm cho nó luôn nha. Thấy chưa, mỗi lần mình chọi mất có 5 máu thôi. Mà nó đến 1.000 mấy máu lận kìa. Mà mình chọi tới khi nào nó mới chết trời. Trời ơi, ai mà rảnh lắm mới đứng đánh chết con này á nha. Chứ mà là mình chịu thua rồi đó. Đó, nó mạnh như vậy đó. Mình lại gần sao mình đánh cận chiến được. Chỉ có nước đánh xa thôi. Nhưng mà mình vẫn chưa tìm được súng hay là cung nha. Không biết là mình chưa tìm được hay là map này không cho súng và cung nữa. Nếu mà không cho thì mình đánh nó kiểu gì ta. Mình mong là bạn chủ map sẽ cập nhật và giảm sức mạnh của cái con này xuống nha. Mình thấy nó rất là mạnh luôn. Và mình lại không có vũ khí gì trong tay hết. Ngoại trừ mấy cái cục màu vàng đó. Mà mình nghĩ là nó không có xi nhê gì hết á. Đấy. Bạn nên cho súng hoặc là kiếm vào nha. Rồi xong, bây giờ nó đứng ở đó rồi mình không đi đâu được luôn. Đấy, các bạn có thấy mặt hạn chế của cái map này chưa? Cái con này mạnh quá, mình không có vũ khí cho nên là mình không có kháng cự được luôn. Chỉ nằm đây chờ chết thôi chứ sao giờ. Ok, mình và con Covid vừa lướt qua đời nhau nhưng không có chuyện gì xảy ra. Mình nên cần tìm chỗ trốn trước đã. Tạm thời là mình sẽ trốn vào cái phòng này trước đi. Đó, bây giờ nó dậy đó. Đó, mình đứng ở trong phòng luôn nha. Vậy mà nó vẫn đánh tới. Không hiểu tại sao luôn á. Mình mong là chủ map sẽ cập nhật và giảm sức mạnh của cái con này lại nha. Chứ như vậy ai chơi lại. Ôi trời, nó đứng ngay dưới chân mình luôn. Không biết làm sao bây giờ. Bây giờ mình sẽ dụ nó lên đây và nhảy xuống. Mong là mình sẽ không chết. Ok, hên quá, chỉ mất một xíu máu thôi. À, thấy rồi. Ngay cái chỗ này có cái khác màu nè. Oh, và mình đã xuống được một cái hầm bí mật. Khoan khoan, từ từ đã, từ từ đã. Ở đây có gì đây? Một cái cần gạt tiếp theo. Ở dưới này toàn là máy móc không nè. Nhìn chả hiểu gì cả. Có mấy cái cần gạt, mình gạt cũng chẳng để làm gì. Ở đây có vài cái rương nè, mình sẽ kiểm tra hết luôn nha. Nhất định là mình không nên bỏ sót cái nào. Ok, mình đã kiểm tra hết tất cả các rương ở dưới này rồi, không có gì cả. Ok, thì ở dưới này chỉ có máy móc như vậy thôi chứ không có gì cả. Ôi trời ơi, nó chặn mình ngay trước cửa luôn. Ôi trời ơi, cái con này nó vừa mạnh mà vừa thông minh như vậy, không biết là mình có trốn thoát khỏi nó được không đây. Mình mong là mình sẽ trốn thoát được. Ok, ở đây còn một cái phòng có một cái nút nhưng mà mình vẫn chưa thấy cái nút đâu. Bỏ qua vậy. Ở đây có một cái cửa mình chưa vô nè. Mình sẽ vô và kiểm tra thử coi có cần gạt trong đây không nha. Cái chỗ này khác màu nè. Đấy, các bạn phải kiểm tra thật là kỹ nha. Chỉ cần sơ suất nhỏ một xíu thôi là mình có thể bỏ qua cái chỗ này rồi đó. Ok, ở đây có vài cái rương. Mặc dù là mình đã tìm ra cần gạt rồi nhưng mà mình sẽ cố gắng kiểm tra hết nha. Ok, vậy là hết rồi đó, không có gì cả. Bây giờ thì mình đi ra thôi. Oh, ở đây còn có một cái cửa nữa. Wow, bước vô một cái phòng rất là rộng luôn. Ở đây có gì đây? Chỗ này như kiểu cái lò nấu nướng ý. Ok, ở đây có vài cái rương mình sẽ kiểm tra luôn.
Mình rất là thích chơi những cái map trốn thoát khỏi nhà như thế này. Nếu các bạn có những cái map tương tự như thế này, các bạn có thể bình luận ở phía bên dưới để cho mình làm nha. Mình vừa tìm thấy ở đây có một cái nút nè. Mình sẽ cố gắng kiểm tra nhanh cái chỗ này rồi đi ra mở cửa đằng kia nha. Mình mới chỉ có 14 cần gạt thôi, mình còn thiếu 2 nữa. Cái nút này, mở cửa này chắc là được 1 cần gạt nữa. Là 15. Vậy thì cái cần gạt cuối cùng nó có thể ở đâu ta? Còn chỗ nào mình chưa kiểm tra không trời? Mình vẫn thấy cái phòng ở trên lầu rất là đáng nghi, cho nên là mình sẽ lên kiểm tra thử nha. Ở đây có một cái rương và có cần gạt luôn nè. Ra là nó nằm ở đây. Ôi trời ơi, may mắn ghê luôn á. Ok, vậy là mình đã đủ cần gạt rồi. Thoát khỏi đây và ăn Tết thôi nào. Thì sau những khoảng thời gian vất vả sắp mặt tìm cần gạt thì cuối cùng mình cũng đã thoát khỏi nhà Covid-19 thành công rồi. Sau khi mà mình chơi map này xong thì mình thấy map này rất là hay và thú vị luôn. Cho nên là bạn nào muốn chơi thì các bạn có thể tải map, ủng hộ chủ map. Và cũng đừng quên là cho chủ map 5 like cũng như là một lượt đề cử nha. UID của map này sẽ hiển thị ở bên góc trái phía dưới màn hình nha. Thì ok, cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại một like, một share, một comment cho channel của mình nha. Mình là Emma Chan, xin chào và hẹn gặp lại.